mà được lên những cái vùng cao như là vùng Tây Bắc, Hà Giang hay là Sapa, thì những cái mà nó thực sự là nó ảnh hưởng đến mình nhất chính là những cái người mà người ta đi làm nương về và người ta vẫn rất là cần cù. Có thể thấy các bà hay là các cô vẫn tay vẫn đang tỉ tê những cái vòng sợi này, tại vì khi mà sợi lanh được thu hoạch thì nó chỉ ngắn ngắn này thôi, mọi người mất rất là nhiều thời gian để mọi người có thể xe nó liền vào với nhau. Đấy, thì đấy là cái hình ảnh mà đầu tiên gây ấn tượng đến với mình. Sau đấy thì mình có nhiều cái thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn khi mà thực tập ở trên vùng cao. Và cái văn hóa của người Mông nó trực tiếp ảnh hưởng đến mình, bởi vì là họ có một cái truyền thống rất là lâu đời về làm vải và tính ứng dụng cũng rất là cao. Cái thớ vải này khi mà làm ra nó màu trắng như này và người ta không có thêm nhuộm vào hay là sáp ong vào là tại vì nó chỉ có hai mục đích thôi. Một là để quấn em bé khi mà em bé mới ra đời, và mục đích thứ hai là để lót cái quan tài để niệm khi mà người ta mất đi. Câu chuyện mà mình muốn kể nó chỉ là những cái thu thập từ chính những gì thực tế đó, và mình chuyển từ chữ này, chuyển từ những bản vẽ sang đến cái tạo hình và gói gọn nó lại ở một cái tác phẩm sắp đặt. Từ mộc trà sắp đặt và trình bày xung quanh các tác phẩm đều là những thứ mộc mạc, thân quen ở vùng cao như đá, sỏi và tre nứa. Về chất liệu, cô chọn chất liệu in khắc gỗ và in cao su. Mực in luôn là màu xanh vì nó mang sắc tràm nhuộm vải của người Mông. Và có một cái khác biệt ở trong những cái sáng tác của mình, đó là có một phần phơi cyano. Đó, nó chính là cái phơi cyanotype, là phơi sáng từ nhiếp ảnh. Bản chất của cái việc phơi sáng nó cũng đã ra cái màu xanh tràm rất là đẹp rồi. Đó, thì mình cũng muốn thuật lại làm sao mà nó gần nhất với những cái thứ thực tế mà mình trải nghiệm được. Và thường là mình sẽ in trên vải tại vì nó đem lại một cái cảm giác nó mềm mại mà, và nó có một cái dòng chảy riêng của nó. Xuyên suốt trong những cái tác phẩm mà mình làm thì mình muốn lan tỏa đến với mọi người những cái truyền thống đó rất là đẹp. Thực ra là để gìn giữ thì thật là khó, tại vì mình không sống ở trong cái văn hóa đó. Nhưng mà để tôn vinh và để lưu giữ lại những cái nội dung, những cái câu chuyện mà mình được nghe kể, chỉ có người dân tộc người ta mới thực sự cảm thấy là người ta có cần gìn giữ và người ta có muốn bảo tồn cái nguyên gốc và cái truyền thống của người ta hay không. Còn mình thì chỉ có thể truyền tải câu chuyện được thôi.